Xin chào các bạn, ở đây hiện tại mình đang có một cái hộp đen mà lại có cả chữ Silver Edition. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem bên trong nó có cái gì nhá. Đây là hộp của một chiếc BlackBerry Passport phiên bản màu Silver. Và bên trên sẽ có màu bạc trùng với màu của phiên bản. Và cái hộp cũng được làm nhỏ hơn hộp của phiên bản Pháp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui siêu nó ra. Lại được bóc tem. Thì ở bên trong chiếc hộp vẫn sẽ có sạc, cáp và tai nghe, cùng với đó là sách hướng dẫn cũng như phiên bản Pháp, chẳng có gì khác cả. Quay lại với chiếc BlackBerry, bây giờ mình sẽ lột siêu. Phiên bản BlackBerry màu Silver trên tay mình thì là phiên bản quốc tế và bàn phím sẽ có dạng là Quality. Máy vẫn sẽ sử dụng con chip Snapdragon 801 cùng với đó là 3GB, không gì khác so với các phiên bản khác. Phần trên đỉnh của máy thì vẫn sẽ có nút nguồn cùng với đó cổng tai nghe 3.5mm. Ở bên dưới sẽ vẫn là hai giải loa cùng với cổng micro USB. Mic thoại, nhưng hai giải loa thì đã được thiết kế khác, không giống như các phiên bản đen và đỏ mà chúng ta đã thấy. Bên phải của chúng ta thì sẽ vẫn có phím tăng giảm âm lượng cùng với đó là phím tìm kiếm nhanh. Phía mặt trước của máy thì được thiết kế đẹp hơn với giải kim loại chạy dài trên phần đỉnh của màn hình. Giải loa thoại được thiết kế khác, còn vị trí camera và đèn thông báo thì không có gì thay đổi. Phần mặt lưng của máy được thiết kế dạng vân sần, không còn giống như các phiên bản khác. Đèn flash và camera cũng không còn nằm chung cùng một khối hình chữ nhật mà được tách rời ra, nhìn rất là đẹp. Các bạn chú ý, phần khung của bàn phím và phần nắp SIM vẫn sẽ được làm từ nhựa, nhưng BlackBerry đã phối màu rất là hoàn hảo, khiến cho chúng ta khi nhìn vào sẽ có cảm giác như là nó được làm hoàn toàn từ kim loại chứ không phải làm từ nhựa nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài mổ xẻ nhanh chiếc hộp BlackBerry Passport phiên bản màu Silver. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá bán của sản phẩm, xin mời các bạn truy cập website xtmobile.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.